Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trời Hai và mình là Ngọc Sơn. Ngày hôm nay thì trên bàn làm việc của mình có rất là nhiều những cái sản phẩm đến từ Apple. Chúng ta có iPhone, chúng ta có iPad và chúng ta có cả MacBook nữa luôn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lý giải cho các bạn những cái lý do tại sao khi mà sử dụng iPhone, và cụ thể ở đây chính là iOS, nó luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm sử dụng rất là mượt mà, nói chung là cảm giác rất là đã ở trên cái sản phẩm smartphone so với cả những cái hãng điện thoại Android khác. Và lý do tại sao nó lại như vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé. Đến với lý do thứ nhất khiến cho iPhone, iOS lúc nào cũng mượt mà hơn Android, nhẹ nhàng hơn và các thao tác sử dụng cảm giác mượt mà, trơn tru hơn, bởi vì các nhà sản xuất chỉ cần tối ưu duy nhất cho một nền tảng, kích thước màn hình hay những cải tiến thay đổi về thiết kế. Đối với iPhone, nó chỉ diễn ra 3 năm một lần, và trong 3 năm này thì Apple tập trung tối ưu cải tiến ở những cái phần bên trong, đặc biệt là con chip, một cách rất xuất sắc. Google tạo ra Android nhưng lại có rất là nhiều những hãng điện thoại Android tùy biến nó và biến cho nó thành một chiếc smartphone nhiều tính năng hơn. Đồng nghĩa với việc này là sẽ làm phân mảnh nhiều hơn, nặng nề hơn cho Android, và lập trình ứng dụng cũng như vậy. Khi mà các nhà sản xuất ứng dụng tạo ra nhiều nền tảng với nhiều giao diện khác nhau thì đương nhiên Android nó sẽ nặng nề hơn và nó sẽ gặp phải một vài những cái xung đột. Lý do thứ hai khiến cho iPhone mang lại cho người dùng một cái cảm giác rất khác biệt so với thế giới Android, đó chính là xử lý khối lượng công việc một cách khác nhau. Khi iOS, bạn bật nhiều ứng dụng lên, nhưng khi bạn sử dụng một ứng dụng thì tất cả những ứng dụng còn lại nó bắt đầu rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, tất cả dồn vào một ứng dụng với một tác vụ duy nhất, kể cả việc các bạn cảm ứng cũng vậy. Trên màn hình iPhone thì iOS lúc nào cũng ưu tiên cho cái cảm ứng ở trên màn hình, tạo ra những cái thao tác vuốt trơn tru mượt mà nhất có thể. Còn với Android thì nó ôm đồm nhiều hơn, cái gì nó cũng muốn thao tác. Đặc biệt là các bạn có thể thấy cái điều này, đó chính là các bạn có thể vừa chơi game nhưng lại vừa có thể upload ảnh, upload nhạc lên Google Drive chẳng hạn. Và cái điều này thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là ứng dụng chạy ngầm, khiến cho chiếc máy Android của chúng ta cảm giác nó nặng nề, khựng lại trong quá trình sử dụng hàng ngày. Lý do thứ ba, sự mượt mà của iOS cũng đến từ những cái hiệu ứng chuyển cảnh. Hiệu ứng chuyển cảnh hay còn gọi là animation, cái này thì chúng ta gặp rất nhiều trong những quá trình sử dụng, đó chính là lúc mà các bạn mở ứng dụng, thoát ứng dụng hay là bất kỳ những cái gì mà nó xảy ra trên màn hình. Và về phía Android thì ở cái phiên bản Android 10 hiện tại, các nhà sản xuất cũng đã bắt đầu tối ưu tốt hơn cho cái việc cảm ứng hay là cái việc chuyển cảnh này. Chính vì vậy mà cảm giác mượt mà nó sẽ đã hơn rất là nhiều so với những phiên bản trước. Đó là còn chưa kể nhiều chiếc máy Android flagship còn được trang bị màn hình tần số quét cao, khiến cho chúng ta cảm nhận được rõ ràng cái sự mượt mà trong các thao tác sử dụng hàng ngày. Nhưng có một cái này là các bạn phải công nhận điểm khác biệt mấu chốt giữa Android và iPhone, đó chính là lúc mở game, load game. iPhone thì lúc nào cũng rất là mượt mà, kể cả khi mà các bạn có vừa mở game hay thoát ứng dụng ra ngay lập tức thì nó vẫn rất là mượt. Nhưng Android thì khác, khi mà các bạn vào game và trong cái quá trình nó đang load như vậy mà các bạn thoát ứng dụng ra thì chắc chắn chúng ta sẽ bị khựng khựng lại một chút, rất là khó chịu đúng không? Lý do thứ tư là mình nhớ đến cái phần RAM. Thì 2020 rồi, Apple cao nhất ở trên cái phiên bản iPhone 11 Pro Max thì chúng ta chỉ có 4GB RAM. Cảm giác là họ hơi hợt với điều này, nhưng con chip mới là cái mà Apple hướng đến nhiều hơn, trọng tâm hơn, và đã từ rất lâu rồi những con chip đầu A của Apple luôn thể hiện một sự bứt phá về hiệu năng so với cả những con chip đến từ Android. Và bây giờ là con chip Apple A13 Bionic với quá nhiều thứ, nó có thể xử lý AI, xử lý ảnh, xử lý game, hiệu năng đồ họa. Và có lẽ cuộc đua về hiệu năng thì Apple sẽ vẫn còn bỏ rất xa Android, mặc dù là Android thì cũng đã cải thiện được từng ngày một rồi, nhưng mà có lẽ là cái khoảng cách này thì dần dần nó lại càng bị nới rộng ra qua từng năm một. Rồi, và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn những cái quan điểm cũng như là cảm nhận của mình về hệ điều hành iOS cũng như là những cái sản phẩm của iPhone. Tại sao nó lại có luôn luôn có một cái mức giá rất là cao, nhưng tuy nhiên mọi người lại vẫn luôn có một cái cộng đồng rất là nhiều người sử dụng iPhone như vậy? Thì mình nghĩ đó chính là cái sự mượt mà những cái chiếc iPhone đem lại cho chúng ta trong cái quá trình sử dụng hàng ngày. Còn các bạn nghĩ như thế nào về iOS cũng như là Android? Các bạn thích hệ điều hành nào hơn thì hãy để lại bình luận ở phần bên dưới comment này, và đừng quên để lại một like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Trời Hai nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.